15 đồng các bạn ơi. Đúng, cái này nó nhận hơn, nó ngon hơn các bạn ơi. Khi mà ăn cái sầu riêng này vào á, nó trong cái miệng mình nó như lụa vậy đó quý vị. Hello, mến chào các bạn. Ngày hôm nay Quang Lê đang ở ngay trung tâm Singapore. Mà vừa ăn cho ếch xong, dĩ nhiên là cho ếch thì mọi người cũng biết rồi. Quang Lê không có quay nhưng mà Quang Lê biết món mà mọi người thích nhất là món sầu riêng. Bây giờ là cũng 3 giờ rồi. Nhưng mà hôm nay là 4 giờ họ sẽ đóng cửa. Thì bây giờ Quang Lê ra đây quý vị nhìn xem nè. Các bạn ơi nhìn xem đây. Những cái sầu riêng này là 5 đồng, 5 đô xin thôi. Là một hộp. 5 đô xin, 5 đô xin. Rồi đây là 8 đồng này các bạn ơi. Chẳng biết loại sầu riêng gì mà tại sao lại có giá khác nhau. Rồi cũng muối sầu riêng y vậy thôi mà đây có 15 đô. Rồi qua đây cũng y sầu riêng mà 20 đô. Rồi qua đây y sầu riêng 30 đô. Hồi nãy giờ Quang Lê rất là hoang mang. Tại vì thật sự là nhìn bằng con mắt mình nó giống nhau quá. Không biết là cái gói 30 đô này mình có bị gạt hay không. Mình không biết là cái này ăn thật sự nó có khác nhau hay không. Thì thôi bây giờ để mà không bị gạt, mình sẽ ăn từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất. Cái số giá tiền mắc nhất bây giờ tạm thời là Quang Lê sẽ ăn cái 5 đồng này nha. So durian here Sam? What durian? Thailand? Malaysia. Wow. How about this? Some better one. And this one? Who one? Musangkin? No. They all Musangkin? No. Musangkin? No. Not Musangkin? Yeah, something inside. Oh, now not season? Yes. Các bạn ơi, cái Musangkin này á là cái sầu riêng nổi tiếng nhất của Mã Lai. Nhưng mà bây giờ không phải là mùa. Cho nên dù rằng ở đây không có phải sầu riêng của Musangkin gì cả. Nhưng mà ông này ông vẫn để là Musangkin để ông dụ khách vô mua. Cho nên các bạn mà muốn ăn cái sầu riêng Musangkin là phải vô trong. Bây giờ Quang Lê sẽ thử cái loại sầu riêng rẻ nhất nha. Cái này là chỉ có 5 đồng thôi nha. 5 đồng tiền xin thì tính ra tiền Việt là khoảng 70 ngàn ha. Các bạn thấy cũng ngon quá nè, dẻo dai quá nè. Đây con lấy thử nha. Lấy cái muối ngon ăn mới được. Đây. Các bạn thấy ngon chưa? Cũng thơm và rất là mềm, rất là dẻo. Nhưng mà tại sao cái này có 5 đồng mà cái này lại 30 đồng. Bây giờ thật ra nó cũng ngon, chứ không phải là không ngon. Vẫn là dẻo nhưng mà phải trải nghiệm cái mắc tiền chứ bây giờ nãy giờ em rối quá em. Em sợ nhiều khi có khi nào ta gạt mình không nữa. Thì thôi bây giờ em nâng cấp nha. I keep this one. And I will try the $8 one. Bây giờ Quang Lê sẽ thử cái hộp 8 đồng. Cái hộp hồi nãy á là 5 đô thôi, cái này 8 đô. Em ăn coi nó có khác gì không nữa. Cá nhân em cũng rất là muốn coi nó có khác gì không, tại sao nó mắc hơn. Để em ăn muối nha. Ô cái này không có ngon bằng cái 5 đồng. Cái này em thấy nó nhạt nhạt mà. Thấy cái này không có ngon bằng cái 5 đồng. Nó sượng sùng lắm mà nhạt nhạt, không có dẻo như cái hộp 5 đồng. Vậy là cái này là em bị gạt rồi. Cái sầu riêng này nó còn dở hơn 5 đồng nữa. Nhưng mà mình đang thì mình phải lấy. Ok, I take. Và bây giờ Quang Lê cũng sẽ ăn cái 15 đồng coi nó có gì khác không. Xem. Why this so big? Why this so small? Đang hỏi là cái hộp này. This one's pretty good. Quang Lê đang hỏi tụi nó tại sao cái này là 15 đồng mà đây là maybe you can give me a glove. Okay. Glove. Yeah. Forget. Các bạn thấy không? Hồi nãy cái hộp 8 đồng là mắc hơn cái hộp 5 đồng. Mà Quang Lê ăn nó không ngon chút nào đối với Quang Lê.
Bây giờ em sẽ thử ăn cái miếng á, cái miếng mà nâng cấp tiền lên coi. Hồi nãy em ăn cái 8 đồng này, nếu như mà là quý vị chắc quý vị sẽ không thích đâu. Cái 5 đồng này vẫn ngon hơn nhá. Bây giờ em thử cái hộp 15 đồng. So which one better? This one? Cái này là 15 đồng các bạn ơi. Em cũng ăn để cho biết coi nó khác nhau cái gì mà, hay là mình bị tụi nó gạt. Thật sự là muốn ăn coi nó gạt mình hay không nữa. Đây, cái này là gấp 3 tiền cái này nha quý vị ơi. Cái này thì nó hơn cái loại 5 đồng một chút xíu thôi. Còn nó hơn hẳn cái loại 8 đồng. Nó cũng dẻo. Hay rối quá, sao nó giống giống nhau vậy ta? Hay là mình bị đồng tiền dụ dỗ mình? Không, thật ra là nó ngọt hơn. Thơm thì là nó thơm hơn một chút. Em phải ăn miếng nữa để mới kiểm định được cái vị giác của mình. Cái này thì có ngon hơn. Ngon hơn. Ok, I think. So this one better. Các bạn ơi, bây giờ cái này là 20 đô này các bạn nhìn đi. Hồi nãy giờ là em cũng ức chế lắm, không biết cái 20 đi. Cái 20 đô này á, nó có ngon hơn không? Bây giờ là chắc là phải thử cái hộp phải thử cái hộp 20 đô này. Con Lê cũng muốn ăn thử cái 20 đô này. Các bạn thấy hộp 20 đô chưa? Phải ăn xem nó có ngon hơn. So this is them. Con này thử coi nó ngon hơn hay. Nếu mà nó thật sự ngon hơn 4 cái hộp kia thì mình sẽ cảm thấy rất là xứng đáng. Còn nếu không thì là mình bị gạt rồi. Con Lê nghĩ là bị gạt, cái này không ngon chút nào. Nó nhạt lắm quý vị ơi. Thử mua khác xem. Được cái muối này. Cái muối này hồi nãy là ăn không ngon. Nó rất là nhạt. Nhưng mà cái muối này thì có chất nè. Nó rất là thơm. Thơm đến nỗi nặng mùi luôn á. Ngon quá bạn. Nhưng mà đã tráo ăn hai cái này rồi. Cái miếng này thì thật sự nó ngon nhất luôn. Vậy là nó bỏ hai miếng ngon, nó bỏ một miếng dở để nó tiết kiệm, chắc là thế. Đúng, cái này nó nhận hơn, nó ngon hơn các bạn ơi. Ngon quá. Bây giờ là hộp cuối cùng các bạn ơi. Các bạn nhìn đây. Hộp cuối cùng nó sẽ là 30 đô. Không lẽ em ăn hết cái hộp kia rồi mà em không ăn cái hộp này là em cảm thấy cái gì sai sai. Các bạn ơi, hãy nhìn đây. Hộp 30 đô. Đấy. Bây giờ em sẽ thử một miếng hộp 30 đô nha. Các bạn nhìn hộp quay này đây. So the $30, which one good? Bây giờ bắt ổng lửa ngon nhất á, của 30 đồng á. Chứ không ăn mà không ngon là thấy nó sai sai rồi. Tại các bạn biết không, người mua có thể lầm, nhưng mà người bán không thể nào lầm. Bây giờ cái hộp này 30 đô là tương đương với là 600 ngàn. Quang Lê sẽ ăn một miếng, coi đúng như cái giá mình mua không. Nếu đúng, tại vì Quang Lê đã ăn sầu riêng rất là nhiều loại.
thật ra cái sầu riêng này á nó chỉ khác thôi chứ nó không có ngon hơn. Khi mà ăn cái sầu riêng này vào á, nó trong cái miệng mình nó như lụa vậy đó quý vị. Không biết là nó ngon hơn, nhưng mà riêng khẩu vị của Quang Lê đó thì Quang Lê thích cái loại 15 đồng hơn. Quang Lê vẫn thích cái loại 15 đồng hơn. Và cái 5 đồng mà cái hồi nãy 5 đồng đây Quang Lê thấy là cũng rất là ngon. Còn riêng mà cái loại ông nói loại 30 đồng này á thì ăn vào cái mùi sầu riêng nó không nồng nặc. Nó không nồng nàn như cái loại 15 đồng ha. Nhưng mà nó chỉ khác hơn là nó mịn như lụa. Rất là mịn. Nhưng mà cái độ nồng nàn của sầu riêng thì Quang Lê sẽ không mua cái loại này. Nhưng mà lỡ đã ăn rồi thì thôi, em sẽ đem về. Tại vì có thể là nó sẽ nhiều mùi vị, nhiều khẩu vị. Cho nên đối với người ta thì cái này là ngon. Nhưng mà đối với Quang Lê thì Quang Lê thích cái loại 5 đồng. Và Quang Lê thích nhất là cái loại 15 đồng. Rất là thơm luôn. Rất là xứng tiền luôn. Ok. Cảm ơn các bạn. Hôm nay là một cái buổi trải nghiệm sầu riêng qua từng đơn giá một. Mà phải ăn mới biết được. Hẹn gặp lại quý vị nha, món ăn khác nha, bye bye.